Xin chào các bạn, hôm nay shop máy bơm mini 68.com xin giới thiệu với các bạn một bộ xịt rửa xe giá rẻ, bình dân, sử dụng bơm áp lực 12V, bơm đôi hiệu Schindler. Đây là cái mẫu đang bán rất là nhiều trên thị trường. Thì bơm này thì shop đã test là công suất của nó mắc là tại 70W. Thì bộ sản phẩm này nó bao gồm những gì? Nhất là dây hút 1,2m, ống ra là 6,5m, màu sắc ống thì có thể thay đổi nhá, màu đỏ hoặc là màu trắng tùy thôi, không quan trọng. Súng phun đó, đó là một bộ không có nguồn nhé, bộ dùng với ắc quy thì của nó là 410.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Còn nếu bạn nào mua mình máy thì là 260.000. thì máy này thì được ứng dụng chủ yếu là phun thuốc sâu tới lan, thì bạn nào mà có cái mục đích như vệ sinh điều hòa, rửa xe thêm thì các bạn sử dụng bộ sản phẩm này. Thực ra giá cả nó rất là thấp thôi, nó rất là thấp. Máy bơm này thì shop đã test công suất của nó đạt là 70W, thì các bạn mình sử dụng ngay cái đồng hồ này, mình đo này nên mà hoàn toàn chính xác. Đây, súng này có thể điều chỉnh được nhá, bóp này đã che xương được này, sau đó là bạn có thể sử dụng cái bộ này để tưới lan luôn đó. Như bóp thế này bắt đầu là ra được xương để tưới hoa lan, bóp thế này là chỉ là xe. Cái này rất là hay luôn. Con bơm này thì bây giờ đang công suất của nó là 62W, thì điện áp của nó là dưới 12V. Còn nếu điện áp của nó duy trì 12V ok thì là 70. Nhưng mà 70W thì áp lực thế này là cũng được rồi. Nhưng mà tiền nào của đấy bạn. Với áp lực của nó thì không thể bằng chiếc bơm 12V 120W được. Nó mà bằng thì giá tiền nó là không như vậy. Nhưng mà cái này là cũng dùng ổn rồi. Đó nha, đấy. Các nào mua về thử xe thì mua thôi các bạn, nó không trả đáng mấy tiền. Đó, sản phẩm này thì bên em bảo hành 3 tháng. Mà bác nào muốn mua hàng thì cũng đừng quên đăng ký kênh của bên em và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 68 98 366, website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bác.